khả năng ra đòn với bao cát của Lý Tiểu Long và Mike Tyson đã được đem ra so sánh trong một video đăng tải cách đây chưa lâu. Lý Tiểu Long được coi là một trong những người có ảnh hưởng nhất đến sự phát triển của nền võ thuật hiện đại. Chủ tịch UFC Dana White cho rằng võ sư Lý chính là cha đẻ của MMA. Đến nay, câu hỏi về việc võ công của ông vua màn bạc thập niên 70 giỏi đến đâu vẫn chưa có lời đáp. Và thêm một lần nữa, khả năng của Lý Tiểu Long bị đặt dấu hỏi sau đoạn clip ghi lại hình ảnh ông tập luyện với bao cát được cộng đồng mạng chia sẻ. Trên thực tế, video đi quyền với bao cát của Lý Tiểu Long đã xuất hiện từ lâu. Dù vậy, mới đây, một tài khoản đã ghép clip của ngôi sao Long Tranh Hồ Đấu với cảnh ra đòn của Mike Tyson được ghi lại vào năm 1987. Những người yêu thích võ thuật lập tức đưa ra đánh giá về khả năng của hai huyền thoại một thời. Đoạn video kéo dài 70 giây mở đầu với cảnh ra đòn của Lý Tiểu Long võ sư Lý tung liên tiếp những combo đòn về phía bao quát với kỹ thuật được cho là của môn quyền Anh. Sau cùng, tài tử Hồng Kông tung thêm hai cước, trong đó cú đá đầu tiên bị hụt khiến Lý Tiểu Long mất thăng bằng. Phía đối diện, tay đấm thép ra đòn khá chậm rãi, những cú đấm chuẩn xác cộng với khả năng di chuyển, footwork linh hoạt, cho thấy Mai Tyson Sơn đã thành thạo với việc tập luyện cùng bao cát. Có các cú đòn được kết hợp thêm lực từ lưng, dễ dàng nhận thấy trong clip đòn đấm của nhà cựu vô địch boxing hạng nặng là uy lực hơn. Thống kê từ trang thirdlist.com cho biết, một cú đấm của Mike Tyson có sức nặng ước tính khoảng 539 kg. Lý Tiểu Long có thể tung ra 9 cú đấm trong một giây và pha ra đòn bằng tay mạnh nhất của ông tương đương 160 kg. Video sau khi đăng tải nhận được hơn 2.300 lượt phản hồi. Không ít độc giả đặt câu hỏi về khả năng thực chiến của Lý Tiểu Long người xem có tên Silver Fox nhận định, broker Lý Tiểu Long trông thật tệ khi tung đòn, đấm vào vật tĩnh còn như vậy, liệu đánh thực sự thì ông ấy sẽ như thế nào? Một khán giả khác cũng đồng tình với quan điểm trên, khi cho rằng nếu ai hiểu về võ thuật thì sẽ thấy sự khác biệt giữa một diễn viên và một võ sĩ. Đừng thắc mắc khi tôi nói Mike Tyson sẽ nghiền nát Brooklyn nếu hai người cùng thượng đài. Tờ MMA Impost trong một bài viết cách đây vài hôm đã đặt dòng tiêu đề. Khả năng của Lý Tiểu Long bị nghi ngờ khi đoạn phim đấm bao cát được công bố. Tuy nhiên vẫn có độc giả đứng về phía nhà sáng lập triệt quyền đạo, Nick Don lý giải. Chỉ một clip bao cát ngắn không đủ để nhận định về tài năng của Broker. Và ông ấy cũng không dành nhiều thời gian cùng bao cát với Võ Vị Xuân, môn sinh tập chủ yếu với Mộc Nhân. Đây không phải lần đầu tiên cộng đồng mạng so sánh Lý Tiểu Long với những huyền thoại bốc sinh trước Mai Tyson có tay đấm Muhammad Ali cũng từng được đặt lên bàn cân với võ sư họ Lý. Sinh thời, Lý Tiểu Long từng tham gia một trận đấu boxing vào năm 1958, khi đó cậu bé 17 tuổi đã đánh bại nhà vô địch 20 tuổi Gary M. Võ sĩ người Anh có kinh nghiệm tập quyền Anh 7 năm và sở hữu chiều cao 1m80. Mai Tyson từng nhận xét về Lý Tiểu Long, tôi rất hâm mộ triết lý võ học của ông ấy, đó là cuộc đời giống một giọt nước trận chiến cũng giống một giọt nước và bạn phải biết thích nghi với chúng các bạn hãy đăng ký kênh youtube của